Mới đây, kênh YouTube của Nguyễn Văn Đài đăng tải video với tiêu đề 78 năm qua đã chứng minh Đảng, chế độ Cộng sản Việt Nam là phản cách mạng, phản động. Giọng điệu không mới, nhưng tại sao Đài lại xuyên tạc vào thời điểm này? Hãy cùng trao đổi một số nội dung xung quanh vấn đề này để làm rõ hơn sự đột phá phản động của Đài. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng là tiêu diệt những cái gì xấu, xây dựng những cái gì tốt. Làm cách mạng để tiêu diệt chế độ thực dân, phong kiến, để xây dựng dân chủ mới, hay mục đích của cách mạng là xây dựng một nước việt nam độc lập thống nhất tự do giàu mạnh làm cho nhân dân được hưởng hạnh phúc và xây dựng một xã hội sung sướng vẻ vang phản cách mạng hay chống cách mạng là bất kỳ ai phản đối hoặc chống lại một cuộc cách mạng đặc biệt là hành động sau một cuộc cách mạng nhằm cố gắng lật đổ hoặc đảo ngược tiến trình của nó toàn bộ hoặc một phần tội phản cách mạng là nhóm tội xâm phạm độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ xâm phạm chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Lịch sử Việt Nam cho thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng tháng 8 thành công đã mở ra một kỷ nguyên mới, đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ lên làm chủ cuộc đời, đất nước được độc lập. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên hầu hết lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Từ các nội dung trên ta thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam có tổ chức, kỳ cương chặt chẽ, đường lối đúng đắn và khoa học, chính vì vậy đã lãnh đạo cách mạng, tiến hành công cuộc đổi mới thành công. Một số tờ báo Mỹ từng đưa tin Việt Nam là một trong số 30 quốc gia đáng sống nhất thế giới. Kênh truyền thông VOA từng nhận định chính phủ Mỹ xác định Việt Nam là đối tác hàng đầu trong các dự án tại khu vực sắp tới để sản xuất các sản phẩm chiến lược trong chuỗi cung ứng của Mỹ. Trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang tìm cách đưa các dây chuyền sản xuất của Mỹ ra khỏi Trung Quốc, những nhận định nêu trên giờ đây sắp trở thành hiện thực tại Việt Nam. Chính vì vậy Nguyễn Văn Đài sàm ngôn vào thời điểm này nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng gây tâm lý hoài nghi, chia rẽ trong xã hội, cản trở hội nhập quốc tế, đặc biệt là quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ. Thực tiễn cho thấy, những luận điệu này không thể đánh lừa, xuyên tạc, làm lung lay niềm tin của nhân dân với Đảng. Bởi những thành quả cách mạng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giành được trong 78 năm qua là minh chứng sống động, không ai có thể phủ nhận. Đất nước ngày càng phát triển vững vàng đi lên thì những kẻ như Nguyễn Văn Đài càng điên cuồng chống phá, vu khống xuyên tạc. Ca dao Việt Nam có câu trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ thời gian sẽ dần qua đi lịch sử sẽ được ghi lại sẽ có phán xét khách quan nguyễn văn đài kẻ bán nước cầu vinh chống lại nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam